Xin chào quý vị và các bạn, mình là Viên Trần và các bạn đang xem kênh YouTube của XP Mobile. Và trên tay mình hôm nay ở đây thì đang có hai chiếc flagship đến từ Samsung và LG. Bên tay trái mình thì là chiếc Samsung Galaxy S8 Plus phiên bản màu này là Blue Coral. Và bên tay phải là chiếc LG G6, chính là màu Ice Platinum mà mọi người hay bị nhầm lẫn nó sang là Silver Titanium. Và trong video này mình sẽ so sánh camera của hai chiếc này, nhưng mình sẽ so sánh đầu tiên đó là về phần mềm camera của hai chiếc máy này, chứ mình chưa so sánh đến nước ảnh hay là chất lượng quay video như sao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào video. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến với phần mềm camera trên chiếc LG G6 đi. Thì có thể mình cũng đã chia sẻ những cái vấn đề này trong những video lần trước rồi, nhưng mình vẫn chia sẻ lại. Đó là trên chiếc LG G6 chúng ta sẽ có hai camera tương tự như trên các sản phẩm LG G5 và G6. LG G5 và LG V10. Thì chúng ta vẫn sẽ có hai góc chụp là điều tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ có góc chụp hẹp này, góc chụp rộng này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cái tính năng chụp mới trên chiếc LG G6 này, đó chụp vuông. Thì với cái tính năng chụp vuông này, chúng ta vẫn sẽ sử dụng được hai camera góc rộng và góc hẹp này, rất là hay. Và khi chúng ta chụp đó, các bạn sẽ thấy hình ảnh bên trên đẩy xuống bên dưới để cho chúng ta có thể xem lại ngay lập tức mà không cần vào trong bộ sưu tập. Và chúng ta cũng có thể là xóa ngay bức ảnh này đi nếu mà không ưng ý. Và với cái tính năng chụp ảnh vuông như thế này, chúng ta cũng sẽ có một cái số cái chế độ chụp đặc biệt, như là chúng ta sẽ chụp ảnh khớp này. Thì với tính năng chụp ảnh khớp, chúng ta sẽ có thể là chụp phần bên trên của chiếc hộp, chụp bên trên của chiếc hộp và bên dưới của chiếc hộp chúng ta ghép vào. Nhưng ở đây thì mình không đủ cái khoảng cách để có thể lấy phần trên phần dưới để ghép. Ví dụ như chúng ta có thể lấy phần đầu của một bạn nào đó, ghép phần thân của bạn nào đó ngay lập tức cũng được. Cái này khá là hay. Rồi chúng ta cũng sẽ có thêm một số chế độ nữa, như là chụp nhiều ảnh này. Ví dụ như trước đây các bạn muốn ghép những cái bức ảnh đẹp của mình vào trong một bức hình thì sẽ phải xài một số cái app đến từ nhà phát triển thứ ba, ví dụ như là Muji hay là Camera 360. Nhưng với chiếc LG G6 này thì mình sẽ chụp thử cho các bạn xem luôn. Một ảnh này, 2, 3, 4. Rồi ok, thì chúng ta sẽ bấm vào cái tích này và chúng ta sẽ có một cái bức ảnh hoàn chỉnh luôn và không cần phải dùng đến những cái app của bên nhà phát triển thứ ba. Và tiếp theo thì tới với những cái chế độ chụp thủ công hay quay phim thủ công. Thì những cái điều này chắc chắn là trên LG V10, LG V10 có rồi. Chúng ta vẫn sẽ có chế độ phơi sáng tối đa là 30 giây, hay là ISO sẽ kéo dài từ 50 cho tới 3200. Cùng với đó là chúng ta sẽ có quay phim thủ công với những cái tính năng như là thu âm với chất lượng cực kỳ cao, giống như trên các sản phẩm LG V20. Và mình thấy một cái điều mà chưa hợp lý trên sản phẩm này, đó là ở bên ngoài này này, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có chế độ lọc màu. Nhưng mà một điều đây là khi chúng ta kéo sang bên trái này thì nó sẽ chuyển lên ngay cái camera trước, hay chúng ta kéo từ trên xuống nó cũng chuyển camera trước. Thì vì sao LG không để chúng ta một hướng, đó là kéo từ trên xuống thì chúng ta sẽ chuyển lên camera trước, còn kéo sang bên trái này thì sẽ kéo sang cái chế độ lọc màu tương tự như trên Samsung thì mình sẽ thấy hợp lý hơn. Thay vào đó thì khi mà mình muốn bật hay tắt HDR ấy, mình lại phải chui ở bên trong đây. Đó, đây là một cái điều mà mình thấy chưa hợp lý ở trong cái phần mềm này. Ví dụ như là cái lọc màu này sẽ thay vào đó là vị trí của HDR thì mình sẽ thấy là ok hơn. Ok, vậy là mình đã chia sẻ một số tính năng trên cái phần mềm của LG G6. Bây giờ mình sẽ quay sang chiếc Samsung Galaxy S8 ở đây. Và đến với phần mềm chụp ảnh của Samsung Galaxy S8 cũng như là S8 Plus năm nay thì mình thấy nó quá nhiều sự thay đổi ở trên cái phần mềm này. Đầu tiên thì nhờ có cái cô trợ lý ảo Bixby mới thì chúng ta cũng có luôn một cái chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh ở trong đây. Thì tới hiện tại Bixby như thế nào thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên trên này, thì mình cũng đã có một video về riêng về Bixby này. Và một sự thay đổi tiếp theo sẽ đến từ cái thanh trượt zoom này. Năm nay Samsung sẽ tích hợp luôn vào cái chỗ phím máy ảnh, thì thế chúng ta sẽ zoom bằng cái cách là kéo ở cái phím bấm máy ảnh như này, thì chúng ta sẽ zoom một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như là các bạn muốn chuẩn bị chụp ảnh này, các bạn sẽ đặt tay vào đây cho mình, sau đó kéo lên và kéo xuống thì sẽ là tiện hơn khi mà chúng ta sẽ phải dùng hai ngón như thế này, như ở trên chiếc Samsung Galaxy S7 hay là chắc LG G6 cũng kéo vậy thôi. Đó, đây là một điểm cộng rất lớn mà mình đánh giá cao trên phần mềm máy ảnh của Samsung Galaxy S8, S8 Plus năm nay. Và điều tiếp theo ở đây thì mình thấy là với camera sau này, chúng ta có thể làm luôn được màu da ở trên này nữa. Hình như là cái này là làm mịn da đấy. Thì như trên các sản phẩm LG G6 thì sẽ không có đâu. Ở đây nữa thì chúng ta sẽ có thể là có những cái mặt khuôn mặt ngộ nghĩnh trang trí như thế này này. Ví dụ bây giờ mình sẽ quay camera trước này, mình sẽ bật luôn một cái mặt mèo lên này. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ xóa nó đi. Chúng ta sẽ xóa hiệu ứng này bằng cách bấm hiệu bằng xóa hiệu ứng trên đây. Rồi ok. Và các bạn có thể thấy đây này, chúng ta sẽ có thể bật tắt HDR hay là tùy chọn HDR Auto một cách rất là dễ dàng ở trên đây, mà sẽ không cần phải vài bước dài dòng như là vào cài đặt hay là bật bật tắt tắt gì đó. Và khi chúng ta kéo sang bên trái này, chúng ta sẽ có các cái tùy chọn như là chụp ảnh tự động,
chụp ảnh chuyên nghiệp ở trên đây thì mình cũng thấy là nó sẽ hơi sáng tối đa được là bao nhiêu giây đây? Bao nhiêu đây? À, là 10 giây thì nó sẽ kém hơn một chút so với chiếc LG G6. Và chúng ta vẫn sẽ có cái tính năng lấy nét bằng tay hay là cân bằng trắng, rất là hay luôn. Và khi chúng ta vuốt bên sang bên tay trái này, chúng ta sẽ có mở ra được cái tùy chọn lọc màu. Ở đây thì mình sẽ thấy có một cái bộ lọc màu tên là ký ức và có biểu tượng của camera 360 ở đây. Thì chắc là cái hiệu ứng này đã được Samsung kết hợp cùng với phần mềm camera 360 để có thể đưa lên bộ đôi Samsung Galaxy S8 như là S8 Plus. Và một cái điều thay đổi nữa trên cái máy ảnh này đó là chúng ta sẽ có cái tính năng nữa là phím máy ảnh nổi. Tức là sao, chúng ta khi kích hoạt chức năng lên, các bạn sẽ thấy có một con năng quăng chạy ở trên màn hình này. Thì cái con năng quăng này nó không phải là con năng quăng giống như trên các sản phẩm của Apple đâu, mà là nó chính là một cái phím chức năng chụp ảnh. Ví dụ như là khi các bạn muốn selfie này, thì thay vì chúng ta sẽ phải kéo tay xuống dưới đây để bấm, hay là chúng ta sẽ đưa lên cái phím volume trừ để bấm này, đó thì nó cũng chụp được. Nhưng mà không thích thì thôi, chúng ta sẽ để phím này, chúng ta sẽ kéo đi đâu để, ví dụ như để đây này, đó chúng ta sẽ bấm chụp rồi ok. Cái này mình thấy nó rất là tiện lợi hơn nhiều so với bấm phím volume trừ. Và cũng vì cái phím Bixby này mình cũng đã chia sẻ rồi, mình thường xuyên bị nhầm cái phím Bixby này với phím volume trừ. Mỗi khi mình định chụp ảnh thì mình lại bấm vào Bixby, rồi thế là nó mở Bixby ra. Tóm còn lại, mỗi người một quan điểm, nhưng quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn đánh giá cao hơn cái phần mềm chụp ảnh trên chiếc Samsung Galaxy S8 và S8 Plus. Chúng ta sẽ có cái chế độ như là ghép hình vào mặt rất là dễ dàng, không cần xài app của bên thứ ba này. Hay là chúng ta sẽ có thể chụp ảnh selfie cũng như là zoom một cách rất dễ dàng với cái phím máy ảnh nổi cũng như là phím chụp ảnh ở dưới này. Còn các bạn thì các bạn sẽ nghĩ sao về phần mềm chụp ảnh trên hai chiếc máy này? Các bạn sẽ đánh giá cao hơn phần mềm chụp ảnh trên chiếc máy nào thì xin mời comment và để ý kiến ở phía bên dưới. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá bán sản phẩm của LG G6 hay là Samsung S8, S8 Plus, xin mời các bạn truy cập vào website xtmobile.vn. Mình là Viên Trần và các bạn đang xem kênh YouTube của XTmobile, bấm vào đây để có thể ủng hộ mình trong các video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.